Đông Phương Bất Bại xin kính chào các vị thí chủ. Trong loạt bài này, Bằng Tăng sẽ phân tích kỹ các nước đi yếu, cách để né tránh chúng, cũng như những đoàn hệ độc thủ nếu như đối phương phạm phải, phải sai lầm. Để từ đó các vị thí chủ sẽ biết được cách đưa quân chiếm lĩnh những vị trí trọng yếu trên bàn cờ. Chúng ta hãy đi đến ví dụ đầu tiên, có tên gọi là Mê là nhỏ, bỏ lợi to. Trong bài học này, chúng ta sẽ phân tích một thế trận trong bài thuận pháo. Đạo pháo Sanh đáp trả bằng thế trận thuận pháo Đến đây đã phi chứng ngựa lên Và Sanh cũng vậy Chơi mẹ 8 tấn 7 phát triển chiến ngựa Đã chơi si 1 tấn 1 hoành si Sanh đáp trả bằng nước si 9 bình 8 Dùng trực si để đối phó Đã chơi si 1 bình 6 Chiếm cứ lỗ 6 hiểm yếu Trước sự giam ngó của đỏ Sanh điều si tuần hà Cũng cố phòng tuyến Trong công có thủ Trong thủ tàn công Chúng ta mở đầu bằng thế trận rất căn bản thùng pháo hoành xi chống trực xi. Tiếp theo, đã phi chiến ngựa, phát triển lực lượng. Đến đây thì bên xanh thông thường sẽ chơi tiếp bằng nốt cơ làm mã 2 tấn 3 hoặc xị 6 tấn 5, tạo thành một hệ thống phòng thủ vững chắc. Tuy nhiên, trong ví dụ này, bên xanh lại mở một đợt tấn công vội vã, C 8 bình 3. Và đó thật sự là một sai lầm. Mục đích của bên xanh là ham he tiến xi lên đớp tốt đỏ. Bên xanh thiếu một chiến lược toàn cục, mà chỉ ham một lợi ích nhỏ là con tốt của đối phương. Trong những tình huống như thế này, khi bên xanh phạm phải sai lầm, thì bên đỏ luôn có các độc thủ rất là hiểm ác để chờ đón. Và chúng ta hãy xem bên đỏ sẽ cho đối phương nếm mùi đau khổ như thế nào. Trước tiên, bên đỏ có một lựa chọn rất hay và cũng là tinh hoa trong bốt cục này. Đó là nước cờ tốt 7 tấn 1 bác xe. Một đất đi rất là lạnh lùng Tốt đỏ vì lợi ích quốc gia liều mình xông lên phá mặt cho hiểm nguy quả là một đất cơ rất là tinh diệu của bên đỏ bây giờ thì trước hành động vì nghĩa quên thân của tốt đỏ xanh không thể nào nhượng bộ được nữa mà bắt buộc phải dùng xe si để chiếm tốt đỏ thôi các bạn quan sát là bên xanh một lần nữa phải chi tiêu nước đi cho con xe si, trong khi những con quân chủ lực khác vẫn chưa xuất động đã chỉ chờ có vậy lập tức phóng chiến mã lên một là hạn chế tâm hoạt động của xanh. Thứ hai là đi dò sử dụng mã chiếm vào tốc đầu. Và thứ ba là mã có thể nhảy lên đường 4 để bắt con mã đường 7 của đối phương. Trong trường hợp bên xanh chơi, mã 2 tấn 3 sẽ bị đỏ, mã 6 tấn 4 bắt mã. Bên xanh sẽ rất khó chơi. Do đó, nước đi tự nhiên của xanh là phát triển con tốt lên để hạn chế tâm hoạt động của con mã đỏ lại. Đến đây thì đã có một nước đi rất thú vị. Đó là tượng 7 tấn 9 Điều voi đánh xe, dán ra cạm 7 Bây giờ thì bên xanh có 4 lựa chọn để đối phó Thứ nhất là thói si và Thứ hai là tấn si lên Hoặc là bình si né tránh Hoặc là pháo 2 tấn 4 Tuy nhiên thì phương án nào bên xanh cũng chết Sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết từng trường hợp Thank <laughs> Chúng ta xét trường hợp thứ nhất là bên xanh chơi, C3 tấn 1 để né tránh. Trong trường hợp như vậy thì bên đỏ dễ dàng nắm được ưu thế như sau. Trước tiên, bên đỏ có một nước đi rất là bá đạo, đó là dùng pháo đổi mã. Dùng pháo đổi mã thông thường là một nước đi rất tệ. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì đây lại là một nước đi rất có uy lực của bên đỏ. Bên xanh không còn lựa chọn nào khác, buộc phải dùng xe chiếm pháo và đã lập tức tấn mã bắt xe. si xanh bắt buộc phải chạy. Đã tung đất ác, mẹ tám tấn bảy. Cho dù bên xanh có tấn pháo xuống chiếu tướng, thì đã chỉ cần nhẹ nhàng hóa giải bằng cách xuống tường. Các bạn quan sát, thì bây giờ con xe đường 6 của đỏ đang đi dọa sĩ đánh sĩ chiếu sát cục và đồng thời dùng mã bắt xe. Như vậy bên xanh muốn cứu tướng thì phải chết xe và vỡ trận rất nhanh. Vì vậy, tiếng si không phải là lựa chọn hợp lý của bên xanh. Trở lại hình cơ ở đây, chúng ta xét trường hợp thứ hai là xanh thoái si về thì điều gì sẽ xảy ra? Trong trường hợp này, đã có nước cơ rất mạnh là mã 6 thoái 8. Vừa dùng mã bắt si, vừa dùng pháo đánh pháo. Trong trường hợp bên xanh chạy xe si thì sẽ si chết pháo. Do đó, xanh không còn lựa chọn khác, buộc phải dùng pháo ăn pháo và chấp nhận hy sinh con xe. Si. Đỏ không khách sáo, lập tức xuất ngựa chiếm xe. Si. Bây giờ nếu pháo xanh ăn mã, thì mã đỏ thói về nằm, sẽ si ở một vị trí vô cùng thuận lợi. Do đó, xanh buộc phải tiến tốt giết mã. Đến đây, đã xuất xe si đánh pháo, nước đi rất uy lực. Để đánh là phải hổ báo như vậy. Nếu như bên đỏ thay nước bên xi bằng nước thoái mã, thì bên xanh sẽ có thời gian củng cố phòng tuyến, thì bên đỏ sẽ mất đi cơ hội. Do đó ở đây, đã bên xi tranh tiền là nước cờ rất mạnh mẽ, và ép buộc bên xanh không còn lựa chọn khác là phải ăn thịt ngựa thôi. Xanh bình pháo ăn mã. Đã thì chờ có vậy, lập tức tấn xi xuống để giam chứng ngựa của xanh, và có thể thịt con ngựa hai của xanh bất cứ lúc nào nếu thích. Sau khi tiến xi đã đang ám phục âm cá bình phá bắt tường tạo ra một đợt tấn công rất nguy hiểm bởi vậy bên xanh phải nổ pháo đánh cốt chiếu tướng ép buộc đỏ lên sĩ phòng thủ nước tấn công của bên xanh nhằm mục đích khống chế pháo đỏ ở trung tâm đến đây sau khi thoát pháo thì hệ thống phòng thủ của bên xanh bị suy yếu do đó nó cơ hiển nhiên xanh phải chơi là lên tường để phòng thủ trung lộ bên đỏ đến đây có một nước cơ rất mạnh để tấn công là nước cơ xuất tướng uy hiếp, xe đánh xuống sỉ tạo nên sát cục Một bên xanh phải lên sỉ để củng cố trung lộ và đồng thời mở đường cho tướng có thể từ đường năm chuyển sang đường 6 thoát thân khi mà bị đối phương tấn công. Tuy nhiên trong trường hợp này thì bên đỏ sẽ có một cách tấn công rất dũng mãnh như sau. Đó là trước tiên tiến si bắt pháo. Nếu xanh bình pháo sẽ ăn tốt, si bị đỏ tấn tốt lên để si tiếp tục bắt pháo. Bên xanh lại càng khó chơi. Bởi vậy xanh phải thói pháo để tránh đã ra chiều tiếp theo pháo năm bình sáu khiến cuồng phong dậy sóng ý tưởng của đỏ là để dọa nổ pháo đánh sĩ sau đó tiếp tục dùng pháo đạp sang mã chiếu tướng đợt tấn công quả thật rất là dữ dội bên xanh hoàn toàn bất lực và không có phương án gì để chống đỡ được đợt tấn công bảo táp này của đỏ chính vì vậy phương án thoái xe cũng không phải là lựa chọn hợp lý dành cho bên xanh Rồi lại hình cờ ở đây Như vậy xanh tuyến si cũng chết Mà thói si về cũng chết Cho nên chúng ta hãy tự xét một phương án khác Là xanh chơi si 3 bình 2 Sau hai lần liên tiếp ăn trưởng của bên đỏ Thì bây giờ bên xanh đã biết sợ Nên xanh mới bình si đổi pháo hòng giải tỏa bớt áp lực Tuy nhiên trong trường hợp này Thì đỏ sẽ không chấp nhận đổi pháo Mà sẽ bình pháo sang đi dọa vào con tượng đáy của bên xanh để hạn chế hỏa lực của pháo đỏ đang dơ nòng bắn phá thì một lựa chọn mà xanh có thể suy nghĩ đó là điều trọng pháo bắn ngược trở lại đã không vội vàng ăn pháo mà tiếng mã ăn tốt bắt si. ép xanh phải thói xi si về sau đó mới tiếng pháo đạp pháo sau khi ăn pháo đã đang dọa bình pháo ăn mã bởi vậy xanh buộc phải tiếng mã ăn pháo đã bên si bảo vệ cho mã và đi dọa tiếng mã chiếm pháo rồi sau đó dùng si ăn mã để tránh mất quân xanh phải bình pháo bây giờ để tấn công tiếp đã có một đoàn rất lạ là tấn xi si xuống để bắt pháo và mã của đối phương Buộc bên xanh phải lên tượng phòng thủ và dùng pháo tấn công lại xi si đỏ đã ngớ lơ con xi si đang bị bắt tiếp tục nổ pháo tấn công chiếu tướng đây chính là thủ đoạn tiếp theo của đỏ sau khi đã tấn xi si. buộc lòng xanh phải lên sĩ và đã nhẹ nhàng dùng pháo để khử con xi si của xanh tiếp theo nếu xanh lấy pháo ăn xi si, thì đỡ có thể tấn công tiếp bằng cách dùng mã chiếm tường tường xanh ăn mã thì si đỏ ăn lại mã xanh kết quả là bên xanh bị mất hết một tường hơn nữa bên đỏ có một tốc đầu rất khủy mạnh sẵn sàng xông lên rõ ràng là bên đỏ sẽ chiếm ưu thế rất lớn trong tình huống cơ này như vậy vừa rồi bằng tăng đã khảo sát cho các vị thí chủ thấy si ba bình hai của bên xanh không phải là phương án hiệu quả và chúng ta hãy thử xem trong trường hợp khác Liệu có thể giúp cho bên xanh Chống đỡ được những đợt tấn công vũ bão Của bên đỏ hay không Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát phương án cuối cùng Dường như cũng là cách đánh mạnh mẽ nhất Của bên xanh Đó là pháo 2 tấn 4 Đẩy pháo sang sông sẵn sàng đôi công Bên xanh quyết tâm dùng cương cương để thủ thắng Trong trường hợp này thì bên đỏ sẽ nhanh chóng khiến bên xanh bị dội một cái nước lạnh bằng nước cơ rất độc đó là C6 tấn 2 để bắt pháo và khiến cho si pháo của xanh ở vào một tình trạng rất là bị động bây giờ nếu xanh phát triển chiến ngựa lên thì đỏ sẽ có thủ đoạn tiếp theo là điều xe truy kích mời đối phương đổi xe đen tấn tốt lên để giữ xe thì đã phóng ngựa để thoát khỏi tầm khống chế của si xanh lúc này đã đang đi dọa tấn si ăn si rồi dùng si ăn pháo do vậy bắt buộc xanh phải đổi xi si. đã ông dùng thói tượng về để tiêu diệt xi si xanh đến đây đã đang cả nước cờ xi si bắt pháo hơn nữa xi si đã đang ham hi tiến xuống đánh mã do đó pháo xanh thoái bốn phòng thủ là hợp lý bây giờ để tiếp tục tấn công thì đã bình pháo để gia tăng thêm áp lực Đi dọa xi si tiến mã ăn pháo rồi dùng pháo ăn mã bắt buộc xanh phải chạy pháo từ việc pháo xanh nít tránh khỏi trung lộ Khiến cho trung lộ của xanh bị mỏng đi, đã lập tức tổ chức đợt tấn công trung lộ, Và nứt cơ là tốt năm tấn 1 đã tấn công rất nhanh Và điểm yếu của xanh. Xanh buộc phải lên sĩ phòng thủ. Đến đây để tấn công tiếp, đã có nứt cơ rất mạnh là điều xe sang lộ 8 để uy hiếp pháo của đối phương. Kiên quyết không tha, liên tiếp đẩy quân xanh và tình thế phòng ngự bị động. Bên xanh bên xe giữ pháo, nứt cơ có vị khá an toàn. Tuy nhiên, đã tung nước ác bằng nước cờ rất độc Đó là mã 7 tấn 9 taxi si. Đến đây bên xanh bắt buộc phải dùng tượng khử mã Và đã chỉ chờ có vậy lập tức dùng pháo chiếm mã xanh Kết quả như các bạn thấy thì si pháo của xanh bị si đỏ phong tỏa hoàn toàn mã và pháo cánh kia cũng bị kiềm chế Bên xanh chỉ ép lật rất nặng đi lên mọi mẫu quân Và có thể thấy trong tương lai phát triển sẽ có lợi hơn cho bên đỏ Bên xanh bị phân tán và không thể tổ chức một đợt phòng ngự hiệu quả. Như vậy, chúng ta có thể kết luận như sau. Từ việc bên xanh, chi tiêu quá nhiều nước đi không thật sự hiệu quả cho con xe ở thời điểm ban đầu đã khiến lực lượng bên xanh phát triển không cân đối và tạo điều kiện cho đỏ có nhiều phương án để đánh trả. Hệ quả tất yếu là bên đỏ dễ dàng chiếm được lợi thế trong mọi tình huống. Cuối cùng thì bằng tăng xin được nhắc nhở các vị thí chủ. Đó là để luyện tiếp pha vỏ công này thì nên tự cung, nếu không sẽ rất nguy hiểm.